Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay bên em mới về loại đèn năng lượng mặt trời cao cấp đến từ thương hiệu nhà Solab. Giá ở ngoài thị trường một sản phẩm này không bao giờ dưới 500.000. Nhưng duy nhất ngày hôm nay, anh chị nào để lại số điện thoại và địa chỉ sớm nhất, bên em sẽ để cho mình giá dùng thử. Chỉ có 199.000 một đèn cộng 30.000 phí ship. Hai đèn thì đều có 399.000 thôi, hoàn toàn miễn ship anh chị nhé. Ở bên ngoài chúng ta nhìn thấy cái đèn này có một thiết kế vô cùng là hiện đại này. Đó, thiết kế được vát bầu tạo độ chắc chắn. Bên ngoài thì hoàn toàn là nhựa ABS chống va đập anh chị nhé. Đó, em test cho mọi người xem này, chống va đập rất chi là tốt luôn. Mình có thể yên tâm lắp đặt ở ngoài chuồng trại này, bãi vườn này, ở ngoài cổng, ở ngoài đường, mà không lo cái vấn đề là mưa lốc hay là gió giật làm ảnh hưởng đến cái chất lượng đèn của chúng ta. Và đặc biệt nhá, nó còn có một công nghệ chống nước rất là hay, rất là tiên tiến ở trong này. Đó là nhà sản xuất ý, nó đặt cho mình sẵn một cái gioăng cao su chống nước và toàn bộ là tráng keo chống nước ở bên trong, anh chị yên tâm nhá. Đây em test cho mọi người xem. Em có một chậu nước đây ạ, nhúng thẳng vào luôn này. Đó, không vấn đề gì cả. Có phải không ạ? Không vấn đề gì cả. Bật đèn lên này. Đó, vẫn là sáng. Không có một tẹo nước nào nó ngấm được vào trong này làm ảnh hưởng đến cái mạch đèn ở trong này, anh chị em yên tâm nhé. Đó, ở chiếc đèn này chúng ta sẽ thấy ở mặt sau của nó này có một tấm pin mặt trời, pin mono hiệu suất cao nhé. Nó giúp hấp thụ toàn bộ ánh sáng này và năng lượng mặt trời để chuyển hóa thành điện năng phát sáng ra cái mặt trước đèn này. Ở đây chúng ta sẽ có là 3 cụm đèn tương ứng với lại 100 bóng LED, nâng cao cái diện tích phát sáng này và đạt đến cái công suất là 100W đèn LED cho anh chị mình luôn. Trên đây này mình sẽ thấy này, nó sẽ có một nút nguồn và một cái mắt để cảm biến hồng ngoại. Sau đấy chúng ta sẽ dùng với cái điều khiển này. Còn cái hay ở đây ấy, nó sẽ có cho mình là một cái cảm biến chuyển động anh chị em mình nhá. Đó, cái này nó hay ra sao để em test cho mọi người xem. Bây giờ thì trời cũng đã tối rồi, em sẽ test cho anh em xem cái cảm biến chuyển động nó hoạt động ra làm sao nhá. Trước mắt thì em đã lắp sẵn cho anh em một dàn đèn rồi để test cho anh em xem. Đấy, khi mà em đến gần này, nó sẽ tự động sáng. Đó, nó sẽ rất sáng luôn, một vùng sáng rất chi là rộng luôn. Đó, anh em mình yên tâm nhá. Khi mà về, ví dụ về đến cổng ấy, không cần phải ai gọi cổng cả, nó sẽ sáng cho mình tầm khoảng 5 phút, anh em thoải mái cất xe pháo luôn. Đó, rất là sáng luôn này, anh em xem. Nó rất là sáng luôn. Đó, mọi người thấy không ạ? Và sau khi tầm khoảng 5 phút đi thì nó sẽ tự tắt. Đấy, đâm ra mình rất là thoải mái luôn. Đó, bây giờ em sẽ đi gần vào này. Nó sẽ lại tự sáng này. Đó, em thấy không ạ? Đó, nó sẽ rất là sáng luôn nhé. Anh em thấy không ạ? Cực kỳ là sáng luôn. Một cái sản phẩm đèn năng lượng mặt trời quá là tuyệt vời luôn. Mình mua một lần, dùng trọn đời, không mất một đồng tiền điện nào cả. Nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ nhận anh chị nhé. Duy nhất ngày hôm nay, bên em gửi đến anh chị giá dùng thử chỉ có 199.000 một đèn, cộng 30.000 tiền ship. Lấy hai đèn là 399.000, hoàn toàn miễn ship anh chị nhá. Có thể nhấn luôn một nút đăng ký phía bên dưới để nhận ưu đãi cho em. Nhấn luôn một nút đăng ký phía bên dưới anh chị nhá. Chào tất cả mọi người ạ.